Hello cả nhà. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây. Hồi sáng cua hết một người rồi, bây giờ phải kiếm rõ lại thôi anh em ơi. Mới mùng 1 mà để cho cua vào cả năm nay mình nghỉ chơi được rồi đó. Là có thu hoài luôn á. Cho nên là phải có rõ lại cho có ăn có cua mới được nha. Bắt đầu thôi.